Hello anh em, welcome anh em đã quay trở lại với lại kênh của mình nha. Và ngày hôm nay bây giờ là 4 giờ sáng và mình đang trên đường đi Đà Lạt nè. Như anh em đã thấy đó thì mình đã chuẩn bị cho chuyến đi Đà Lạt này rất là nhiều. Anh em biết sao không, kiểu như mình rất là muốn chuyến đi này của mình sẽ là chill. Mình không muốn đua bơi cho nên là tụi mình đã về zin xe hết rồi. Thật sự đây là lần đầu tiên mình đi một mình và mình đi đêm như thế này nè. Và đây cũng là lần đầu tiên của bạn gái mình đi đêm như thế này. Lúc đầu cũng hơi lo lắng chút xíu nhưng mà bây giờ khi mà qua được hết cái đoạn đó rồi thì thấy thoải mái. Lâu lâu khi mà đi đường á mình sẽ né một cái, khoảng 10 giây mình sẽ né một cái để người ta thấy là mình có sự hiện diện trên đường. Thật sự là chưa bao giờ mình cảm thấy là cái chuyến đi tour Đà Lạt nào mà nó thoải mái và nó chill như bây giờ luôn á. Thôi tiếp tục. Baby khôn quá, nhớ tao mà. Anh tìm thấy dòng tự nhớ luôn. Man, what the fuck? Chase you until the moonlight. Baby, I don't wanna have to go another night without you by my side. How can I lose you now? Oh, oh, the silence is way too loud. Yeah, 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 'cause I won't be okay. Nói chung là hôm nay thì mình đi tham quan ở đây thôi, tham quan một xíu. Tối nay thì mình sẽ đi ăn quán Mậu Dịch. Chắc là mọi người coi vlog của AM hay là của những YouTuber khác thì đều biết quán này. Đây ha, hẹn anh em vào quán Mậu Dịch. Em sẽ chỉ cảnh, em sẽ chỉ cảnh. À, chỉ cảnh đi. Wow.
kiểu ASMR. Lăm lăm rồi, ui, thấy chưa? Đây là bữa ăn của chúng tôi khi trời mưa, bao gồm hai tô mì, hai ly trà, hai bịch snack và hai chúng tôi. Chỗ này này lấy xe. Ở đây nó như kiểu thiết kế hơi lạ, nó cứ đường đi lung tung. Đi thôi anh em ơi. Hello anh em, và hôm nay là ngày thứ hai của tụi mình ở Đà Lạt rồi. Buổi sáng nay mới tính là dậy sớm để đón bình minh mà cuối cùng dậy sao thì 11 giờ luôn. Bây giờ thì tụi mình tính là chắc là đi ăn trưa, xong rồi buổi chiều sẽ kiếm một quán cà phê nào đó chill chill một chút. Tụi mình bây giờ đã qua rồi cái thời mà muốn đi hành xác, muốn đi xa. Bây giờ tụi mình chỉ muốn nghỉ ngơi và chill thôi. Cái homestay của tụi mình là cách trung tâm thành phố Đà Lạt đến 10 km lận. Đường đi trên Đà Lạt nó khá là thoải mái, với lại nó vắng vẻ nữa, thành ra đi 10 km nó cũng không có lạ gì cả. Anh em nào mà cảm thấy là muốn thoải mái và chill, mình khuyên là các anh em nên chọn một cái homestay nó xa một chút xíu. Ở gần ở trung tâm thành phố Đà Lạt thì nó xô bồ, nó nhộn nhịp quá. Ba lần gần nhất mà tụi mình ở Đà Lạt là tụi mình đều chọn cái homestay đó rất là xa, để nó thoải mái nhất có thể và kiểu như mình cũng chẳng biết nói sao. Ở đây có cái phở Uyên thì cũng ngon lắm nè. Cái này gọi là local của thành phố Đà Lạt, khá là ngon. Anh em nên thử nha. Súp cua này, cộng đồng này. Để mập lên mà còn bắt tôi ăn thêm nữa. Để anh dắt rồi. Ăn sáng xong rồi anh em. Giờ là lúc để đi cà phê. Rồi bây giờ đi cà phê anh em. Ây à. What's the point in being good to me, Layla? What's the point in getting...
Nhưng mà anh em thấy là bạn gái mình rất là sợ không? Mặc dù mình đi có 30, cho nên là nếu mà mình đi một mình á thì nó sẽ khác lắm. Mình sẽ hung cua ghê lắm luôn á. Nhưng mà thôi. Nó theo em kìa. Nhưng mà ngất rồi. Ê, cái tay đó của vô con đậu nè.